Xin chào các em, hôm nay chị Chim xin giới thiệu bộ đồ chơi rất là thú vị. Đó chính là bộ tranh vẽ 3D tạo hình dáng. Mặt sau của chiếc hộp có hướng dẫn cho chúng ta cách chơi rất là chi tiết ha. Nhìn từ bên ngoài, các em thấy hộp đồ chơi này được thiết kế rất là bắt mắt với nhiều màu sắc khác nhau. Mở ra bên trong xem nhé. Tên tên. Wow, ở bên trong có khá là nhiều thứ luôn đó các em. Đầu tiên chị sẽ giới thiệu về 9 lọ màu ha. Màu này rất là an toàn, được làm từ chất liệu không hề độc hại ha các em. Có đủ màu xanh đỏ tím vàng để cho chúng ta sử dụng. Ngoài ra còn có bộ dụng cụ. Bộ dụng cụ này hỗ trợ cho chúng ta trong lúc tô màu và lúc bóc lớp hình dáng nha. Đây là lọ màu viền nè. Màu này rất quan trọng luôn. Tiếp theo có quyển sách tranh với hơn 200 hình khác nhau. Hình ảnh được thiết kế rất là dễ thương để cho các em sẽ dựa vào đó tạo ra hình dáng 3D. Còn đây là giấy bóng kính. Chúng ta sẽ lồng giấy này vào sách tranh và vẽ lên trên. Giờ hãy cùng xem chị Chim Xinh chơi như thế nào nhé. Đầu tiên thì chị lựa cho mình một hình mẫu yêu thích. Sau đó chị sẽ lồng cái sách tranh này vào giấy bóng kính. Có thể dùng kẹp ghim cố định lại hoặc là không cần giống như chị ha. Tiếp đó dùng cái lọ màu nâu để viền theo cái ảnh mẫu nhé. Các em từ từ cẩn thận làm từng chút một để viền theo ảnh mẫu. Đừng vội vàng nha. Như thế hình sẽ không được đẹp đâu. Với 9 lọ màu có trong bộ đồ chơi này, nếu mà khéo léo sử dụng thì các em có thể làm được tất cả hơn 200 hình ảnh ở trong cái quyển sách tranh này luôn đó các em. Sau khi tô xong lớp viền thì chúng ta phải đợi 5 đến 10 phút để cho cái lớp viền này nó hơi khô lại nha. Bạn nào muốn nhanh hơn thì có thể đem đi phơi nắng nè. Thời gian khô màu nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Chị thấy chơi tô màu như thế này cũng là một cách rèn luyện sự kiên nhẫn cho chúng ta rất là tốt luôn. Wow, và sau khi đợi cho màu khô, mất khoảng vài phút thôi, chị Chim Xinh đem đi phơi nắng. Là lúc này lớp viền nó đã không còn dính nữa rồi nè. Khô ráo hoàn toàn ha. Bước tiếp theo các em sẽ sử dụng những lọ màu còn lại để tô phần bên trong của hình nhé. Sử dụng bộ dụng cụ đi kèm để hỗ trợ cho chúng ta trong việc tán đều màu. Lưu ý nho nhỏ nè, các em đừng tiết kiệm màu mà tô mỏng quá nhé. Hãy tô một lớp đủ dày. Như vậy lúc mà chúng ta bóc lớp hình dáng ra nó mới không bị rách ha. Chị biết có rất nhiều bạn sốt ruột trong quá trình đợi màu khô, nên chị bật mí cho các em một mẹo nho nhỏ. Đó là hãy chơi theo cách cuốn chiếu nhé. Khi tô xong phần viền của một số hình mà các em chọn rồi thì hãy đem đi phơi nắng. Trong thời gian đợi viền khô, chúng ta lại lấy một tấm giấy bóng kính khác ra và tô thêm những hình khác nữa. Sau đó lại đem đi phơi nắng. Như vậy rút ngắn thời gian chờ đợi rất là nhiều phải không nè. Wow, chị đã tô xong những hình mà chị chọn rồi. Và đây, sau một thời gian đem phơi nắng, khoảng 2 tiếng đồng hồ thì chị đã có được những tấm hình dáng khô ráo rồi nè. Đó, rờ vào, hoàn toàn khô ráo nha. Lúc này chị sẽ dùng tay để bóc cái lớp hình dáng này ra. Màu khô rồi thì nó đã tạo thành cho chúng ta một cái hình dáng rồi đó. Ngoài ra thì các em cũng có thể sử dụng cái dụng cụ có trong bộ đồ chơi này để hỗ trợ cho các em trong việc bóc cái lớp hình dáng này ra khỏi giấy bóng kính nhé. Còn chị Chim Xinh có móng tay cho nên là chị sử dụng móng tay. Cái lớp hình dáng này khá là dễ bóc luôn các em. Wow, hình lên màu rất là xinh ha. Chú gấu nè, rồi còn có cả chú thỏ nữa. Chị đã có 5 miếng hình dáng siêu dễ thương rồi. Giờ chị sẽ đem trang trí lên cái bình nước của mình. Đây là chiếc bình nước màu trắng yêu thích mà chị Chim Xinh sử dụng hàng ngày. Giờ chị sẽ trang trí những hình dáng này lên nhé. rất dễ dàng, các em chỉ việc đặt hình dáng lên là tự động nó sẽ hít chặt vào cái bình. Không cần phải thêm keo hoặc là thêm hồ dán gì cả, chỉ việc đặt lên sau đó ấn nhẹ là hình dáng nó đã hít chặt vào cái bình rồi. Quá là dễ phải không nè. Thành quả của chị đây, một chiếc bình nước siêu cute mang cá tính của riêng chị luôn. Ở đây chị còn khá là nhiều bình nữa, chị sẽ tiếp tục làm hình dáng để trang trí lên trên này nha. Các bước chơi rất là đơn giản như nãy giờ chị Chim Xinh đã hướng dẫn. Đầu tiên thì sử dụng lọ màu nâu để viền hình, sau đó đem đi phơi nắng trong khoảng vài phút thôi là cái lớp viền này nó khô. Rồi chúng ta sẽ dùng những cái màu còn lại để tô phần ở bên trong. Bộ tranh tô màu 3D tạo hình dáng này có rất là nhiều điều bổ ích luôn các em, giúp tăng cảm xúc, thị giác, sự khéo léo khi mà chúng ta sử dụng đôi bàn tay để tô màu nè, phát triển khả năng sáng tạo khi mà có thể biến bất kỳ hình ảnh nào trong trí tưởng tượng thành những cái hình dáng nhỏ nhắn để chúng ta đem đi trang trí. Những miếng hình dán sau khi mà các em làm xong không những có thể dán trang trí lên ly nè, bình nè, ngoài ra còn có thể đem dán trang trí ở tủ lạnh, cửa kính hay là ngoài mặt bìa vở của các em đều được ha. Lần làm hình dáng thứ hai này thì chị Chim Xinh sẽ không tô màu theo sách mẫu nhé, mà chị sẽ gỡ lớp bóng kính ra khỏi sách mẫu, sau đó chị sẽ tô màu theo ý thích của riêng mình. Thích màu nào chị sẽ tô màu đó. Đây cũng là cơ hội để cho các em thỏa sức sáng tạo theo ý riêng của mình đó. Chị biết có rất nhiều bạn có những ý tưởng và cách phối màu độc đáo, cho nên các em hãy thông qua bộ đồ chơi này mà tự sáng tạo cho riêng mình những hình dáng độc đáo. Vì màu này được làm từ chất liệu an toàn, không độc hại, nên thời gian đợi màu khô có thể hơi lâu một chút xíu. Nhưng các bạn nhỏ của chị hãy nhân cơ hội này rèn luyện cho mình tính kiên nhẫn để chờ đợi nhé. Khi mà các em kiên nhẫn chờ đợi thì thành quả thu về sẽ là những hình dáng siêu dễ thương và độc đáo của riêng các em thôi đó. Bộ đồ chơi tranh tô màu 3D tạo hình dáng này rất là thú vị phải không các em? Và bạn nhỏ nào muốn mua, các em có thể gọi điện thoại tới số 0902 716 586 hoặc là truy cập vào website www.tvk.com.vn. Link mua hàng và thông tin chi tiết chị có để ở trong phần mô tả video nhé. Wow, giờ chị cũng đã xong cái hình dáng thứ hai rồi và chị Chim Xinh đang bóc ra nè. Từ nãy đến giờ chị đã làm rất là nhiều hình dáng với nhiều mẫu khác nhau. Các em hãy bình chọn cho chị xem là cái hình dáng nào mà các em cảm thấy là đẹp nhất nhé. Để lại bình luận ở bên dưới video cho chị Chim Xinh biết với nha. Nhớ nhé, nếu mà các em muốn hình dáng mau khô thì hãy đem đi phơi nắng và chịu khó chờ đợi một chút xíu là chúng ta sẽ thu được thành quả rất là tuyệt vời. Bạn nhỏ nào không có móng tay giống chị Chim Xinh thì các em có thể sử dụng bộ dụng cụ để hỗ trợ cho chúng ta trong lúc bóc hình dáng ra nha. Còn bây giờ thì chị sẽ tiếp tục trang trí lên những cái ly nè. Khinh khí cầu, mặt cười, ngôi sao. Hình dáng 3D siêu dễ thương với cách chơi rất là đơn giản, không cần keo mà vẫn có thể dán lên được. Giờ sẽ là ngôi sao nè. Wow, chị Chim Xinh đã trang trí xong một chiếc ly siêu siêu dễ thương luôn. Tiếp theo thì sẽ trang trí cái bình nước này nha. Hầu như là bạn nào đi học cũng sở hữu một bình nước để mang theo bên mình đúng không nè. Với bộ hình dáng này các em có thể làm ra được một cái bình nước với những cái hình dáng trang trí siêu đẹp cho riêng mình. Đây là bộ sưu tập những bình nước và ly nước sau khi mà chị Chim Xinh đã làm và trang trí những cái hình dáng lên đây. Bạn nhỏ nào muốn mua bộ đồ chơi dễ thương này, các em có thể gọi điện thoại tới số 0902 716 586 hoặc là truy cập vào website www.tvk.com.vn nhé. Link mua hàng chị có đính kèm ở dưới phần mô tả của video nha. Đừng quên để lại bình luận ở bên dưới cho chị Chim Xinh biết là các em thích hình dáng nào nhất nha. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ, chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại trong lần sau nhé.